Sự ồn ào liên quan nam em phụ xô đẩy ở sự kiện âm nhạc diễn ra năm 2020 bất ngờ bị đào bới trở lại. Cụ thể, khi bước khỏi khu vực chụp ảnh, ca sĩ Bảo Trân, thành viên nhóm Gemini, đã có hành động gây sự bằng cách cố tình đẩy vào người nam em. Tuy nhiên, dường như biết trước Bảo Trân có ý định không tốt với nam em, nên cô gái đứng bên cạnh đã ngăn lại. Toàn bộ màn va chạm giữa nam em với hai cô gái được ghi lại bằng video clip và được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nhiều người cho rằng dù có không thích nam em thì Bảo Trân cũng không nên có hành động thiếu kiềm chế như thế. Sau đó, Bảo Trân lên tiếng giải thích và tố nam em là kẻ thứ ba chen và phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Bảo Trân có mối quan hệ yêu đương với VG Quốc Bảo. Cô gái này cũng sinh cho Quốc Bảo một đứa con nhưng không được nam VG công khai thông tin. Thời điểm đang có quan hệ nhập nhằng với Bảo Trân, Quốc Bảo lại tay trong tay thường xuyên xuất hiện thân thiết với nam em, thậm chí còn có thông tin nam em và Quốc Bảo hẹn hò. Chính điều đó đã khiến Bảo Trân tỏ thái độ khó chịu và cố tình xô đẩy nam em trên thảm đỏ. Bảo Trân là ca sĩ nổi lên sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Sau này cô cùng chị gái sinh đôi Bảo Anh lập thành nhóm nhạc mang tên Gemini. Bảo Trân khẳng định từ khi hoạt động ca hát, cô và chị gái rất ngại việc gây chú ý bằng chiêu trò hay những chuyện bên lề. Bảo Trân khẳng định, tôi muốn lên tiếng để mọi người hiểu hơn về tôi. Nói ra xong tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trước khi vướng ồn ào với nam em, Bảo Trân, Bảo Anh vẫn chăm chỉ làm nghệ thuật, sáng tác gần 100 ca khúc, có các sản phẩm tạo được tiếng vang và được khán giả yêu mến. Thời gian qua, nam em đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi liên tục lên livestream bóng gió về nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt. Trong đó, nhân vật khiến cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất sau livestream của hai người đẹp này là Trường Giang. Sau khi bị nam em gieo tên, vợ chồng Nhã Phương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình của Trường Giang bất ngờ bị đào lại, khiến dân tình thêm bức xúc. Cụ thể, ngày 18 tháng 1, 2018, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng. Trường Giang ngắt lời MC Quý Bình và nói, lần đầu tiên anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những cô gái trước mặt anh đều bỏ đi. Và từ hôm nay, nhà, cửa, xe, tiền bạc, hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay, em có thể gọi anh là chồng và có thể về nhà của anh. Trong khi Trường Giang câu giờ để làm chuyện cá nhân, MC Quý Bình đã cố gắng ngăn chặn nhưng đều vô ích. Sau lời cầu hôn trên sân khấu, Trường Giang đã xuống chỗ ngồi của Nhã Phương để trao nhẫn. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của số đông, Nhã Phương có biểu cảm đơ cứng sượng chân vì hành động của bạn trai. Hành động của Trường Giang khiến MC Quý Bình ngơ ngác. Anh vẫn cố gắng dẫn dắt chương trình để không bị mất thời gian trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, cuối cùng màn cầu hôn đã làm lố sóng. Cả MC Quý Bình và ban tổ chức không đủ thời lượng để trao giải cuối cùng cho hai nghệ sĩ. Một ngày sau đó là ngày 19 tháng 1, đạo diễn Mai Vàng năm đó là Mai Thắm, PD, Project Director của chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm. Hiện tại đã đăng bài chia sẻ chỉ trích Trường Giang rằng tôi làm trực tiếp chứ đâu có làm phim mà các bạn tự đưa kịch bản tạo scandal vào vậy. Sóng VTV đâu phải của riêng nhà tôi hay nhà bạn. Đạo diễn giải Mai Vàng cho biết thêm, chính cô đã chỉ đạo MC Quý Bình cắt phần phát biểu và cầu hôn của Trường Giang vì lúc đó chương trình đã bị lố sóng quá giờ. Tôi cứ gào cắt mà MC cố gắng vẫn không cắt nổi, đã vậy còn bị fan người hâm mộ Trường Giang chỉ trích, tội Quý Bình. Vụ việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương đã khiến nhà đài và ban tổ chức thiệt hại hơn 200 triệu đồng vì Trường Giang đã vô tư sử dụng tới hơn 2 phút của sóng truyền hình trực tiếp để khiến chương trình phải kết thúc dở dang vì quá thời lượng. Sau đó Trường Giang nhận về nhiều bình luận trái chiều của dư luận. Đó cũng là scandal nghiêm trọng trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Trường Giang.